rất vui khi được gặp anh em tại channel của LC Thiên Đường Quần Bóng Nam Đẹp. LC chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn bán lẻ quần jean nam cao cấp số 1 trên thị trường hiện nay. Và nếu như anh em nào đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình những sản phẩm về quần jean nam, anh em hãy liên hệ ngay LC qua Zalo mà mình để bên dưới này. Và trước khi đi vào video của ngày hôm nay thì anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để có thể cập nhật cho mình những mẫu sản phẩm quần jean nam mới nhất, hot nhất, thịnh hành nhất từ LC anh em nhé. Hiện tại trên màn hình của anh em đây đang là rất nhiều những cái mẫu quần bò cũng như là kèm theo những màu sắc nó khác nhau. Form dáng của từng chiếc thì rất là phong phú đa dạng, lựa chọn theo cái sở thích của mình. Và bây giờ thì mình sẽ lên cho anh em một số những cái mẫu quần jean để anh em có thể hình dung ra và anh em xem là thích những cái form dáng như nào. Thì đầu tiên ở sát tay nhất thì mình đang có một cái em quần jean nam màu xám. Em này thì nó sẽ có form dáng là form dáng ống côn anh em nhé, theo kiểu cách biker đó. Và đây là một trong những cái em quần jean nam đang hot và cũng như là cái trend của năm 2021 này. Em quần jean nam ống côn này co giãn cực kỳ là tốt, màu xám này thì là một trong những cái màu mới nên là anh em mặc rất là đẹp. Nó rất nhiều họa tiết từ khóa giả này cho đến những cái đường vân ở đây nhá, cũng như là cái phần đầu gối này nó chia ra thành rất nhiều khoảng, nó có rất nhiều góc cạnh để anh em có thể mặc cũng như là nổi bật. Chiếc quần thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới anh em thì đây là một cái sản phẩm đến từ Mỹ. Em này thì sẽ có tên là True Religion Plain Jean, hay người Việt Nam chúng ta còn có thể gọi là quần jean nam ống địa. Với những em sản phẩm như này thì nó sẽ có một cái thiết kế ống rộng, phong cách thì rất là hầm hố, thể hiện qua cái phần túi này. Đó, phần tab ở trên này thì chúng ta có một cái hình ống địa, chính vì vậy Việt Nam chúng ta gọi là ống địa là bởi vì thế anh em ạ. Đây, bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem. Quần ống địa này của chúng ta thì nó sẽ có một cái màu là màu xanh anh em nhé. Đó, tổng thể của em nó là màu xanh, ống rộng. Anh em thấy là cũng có một chất liệu vải co giãn, nhưng mà em này là vải denim anh em nha. Em này là vải denim anh em nhé. Đó, rất nhiều những họa tiết nổi bật, ví dụ như là ở cái phần túi phụ này, mình cho anh em xem này. Phần túi phụ đây thì nó có nắp này, nó có logo này, nó có đinh tán, mọi thứ nhìn rất là đẹp, nhìn nó rất là nổi bật, nhìn hầm hố cực kỳ luôn ấy. Đấy, khóa thì được sử dụng là khóa nhập khẩu anh em nhé, cũng như khuy rất là to luôn. Đó, bên trong này thì chúng ta sẽ có những cái tag cũng như là nhà sản xuất là nó đến từ đâu. Tiếp theo nữa là một em GC hay mình còn gọi là Gucci anh em ạ. Anh em có thể nhìn qua thì cái màu sắc ở trên cái em này thì rất là thân thuộc rồi, màu xanh đỏ kết hợp với nhau. Phần trên tag này chúng ta sẽ có hai miếng kim loại được tan vào nhau này, ở dưới này thì cũng có một cái nhìn màu vàng rất là đẹp, mà em này là form dáng ống côn anh em nhé. Đó, màu xanh ống côn thì cũng rất là dễ mặc thôi. Anh em cứ chỉ việc lựa chọn đúng theo sở thích cũng như là size số của mình thì mình sẽ lên cho anh em đúng những con như thế. Đó, rất nhiều những cái sản phẩm để anh em lựa chọn đó anh em ạ. Tiếp theo nữa thì mình lại đem thêm cho anh em một cái em quần jean nam ống côn mới nhất hiện nay. Đây là một trong những cái màu gọi là màu mới cũng là hot trend nhất bây giờ hiện tại. Thì em này là em Philip anh em nha. Em Philip này thì nhìn qua đấy, mình đã giới thiệu ở những cái video trước rồi là em nó sẽ có hai màu đen và màu trắng bạc đó. Thì nó kết hợp với nhau ở phần khúc ở trên này, chúng ta sẽ đổi màu từ trên xuống dưới. Đó, Philip nha anh em nhé. Chất liệu vải sờ cực kỳ là mềm luôn. Tất cả những cái dòng sản phẩm này đều là những cái dòng sản phẩm cao cấp nên là anh em đừng lo về cái chất lượng của nó. Anh em mặc của tầm một vài năm không thể nào hỏng được, mà về cái sự lỗi mốt ấy thì còn lâu mới lỗi mốt anh em nhé. Đây là mình khẳng định với anh em 100%, một chiếc quần bò này anh em mặc tới 2-3 năm không bao giờ hỏng. Đấy. Còn tiếp theo nữa thì chúng ta cũng sẽ lại có thêm một sản phẩm đến từ Mỹ nữa. Em này thì là Rock Revival. Cũng có rất nhiều những cái họa tiết nổi bật giống như em quần jean nam ống địa, nhưng mà em này là thương hiệu khác. Ở phần túi này thì chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế nắp túi giống như là ống địa đây, nhưng mà thay vào đó chúng ta sẽ có những cái logo hay là có những cái của Chrome Heart hay là phần tag này. Đó, phần tag da Rock Revival, nhiều cái họa tiết nhìn rất là gai góc, nhìn rất là góc cạnh đúng không? Màu cam với màu đen, màu xám, tất cả các màu nó trộn lẫn với nhau, nhìn rất là hài hòa, rất là đẹp. Và đặc biệt là em này rất nặng anh em nhé, cầm rất đầm tay luôn. Em này cũng có một cái form dáng ống rộng, form dáng em này thì nó theo kiểu của châu Âu, chính vì vậy nên là em nó sẽ rất to. Nếu như anh em nào người Việt Nam muốn sử dụng hay là đang muốn mặc cái em này thì hãy liên hệ tới LC qua Zalo phía dưới để bên mình có thể tư vấn cho anh em size số một cách chuẩn nhất để anh em lên nhá anh em nhá. Đấy, em này cũng là vải denim luôn, ngay kể cả cái phần dưới này này họ làm quá đẹp,
thật sự là những cái chiếc quần của nước ngoài họ làm đẹp cực kỳ luôn ấy. Mình không còn một cái điều gì chê. Hay là ngay cả bên trong phần tag này, anh em thấy là Rock Revival ở trong phần cặp quần có cả size luôn, size 31 thôi nhưng mà rất to anh em ạ. Tiếp đến trên tay mình đây chính là em Levi 514. Em này thì có một cái màu xanh nhạt. Và nhắc tới Levi thì anh em đã chẳng còn lạ lẫm gì rồi. Nó là một trong những cái thương hiệu quần jean đi đầu tiên trên thế giới mà nó có những cái phong cách cũng như là có những cái chất liệu rất là tốt, rất là bền bỉ. Cái phong cách mà Levi họ đi theo là đa số đều là theo kiểu classic đơn giản, không cần quá màu mè hay là không cần quá nhiều họa tiết. Đó, vải trên em Levi 514 này mềm mượt cực kỳ luôn khi mà mình sờ này. Hay là mọi cái chi tiết trên em này làm cũng rất cẩn thận, từ đinh tán cho đến khóa hay phần nút cài, tem tác hay là ngay kìa bên trong này cũng là vải denim rất là tốt anh em nhé. Đây đằng sau có đầy đủ các tem mác để cho anh em check trước các thứ luôn. Em này Levi 514 và hiện tại là size 29. Đó, tag này anh em. Đó, quá là đỉnh luôn. Anh em sử dụng 10 năm cái tag này nó vẫn còn nguyên anh em nha. Một sản phẩm làm mưa làm gió trong nhiều năm trở lại gần đây đó chính là Disque, hay gọi người ta gọi là DSQ. Những cái em Disque này chúng ta chỉ cần thoáng qua là chúng ta nhận ra ngay. Đầu tiên lúc nào cũng sẽ có một cái tag của Disque trên này này. Sau đấy sẽ là những cái họa tiết mà gần như là Disque họ luôn làm theo mình một cái phong cách khác. Thì đây là họ làm theo kiểu vẩy sơn kèm theo rách bụi anh em nhé. Vẩy sơn đi kèm rách bụi này. Đó, vẩy sơn trắng, vàng, xanh. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là nổi bật luôn. Và những anh em nào mà thích sự nổi bật hay là thích mạnh mẽ hoặc là thích được gây những cái sự chú ý thì những cái em vẩy sơn này đảm bảo khi mà anh em mặc lên người á thì mọi người sẽ nhìn anh em với một cái ánh mắt rất là độc lạ. Tại sao quần lại nó có sơn này, hay là nhìn nó vá rách như này, nhìn nó rất là nghịch ngợm và nó rất là hầm hố. Ngoài ra thì luôn luôn vui tươi cũng góp mặt trong này luôn. Em này thì sẽ là form dáng ống rộng anh em nhá. Đây, tất cả phần tag của em nó làm cực kỳ là hoàn chỉnh. Giới thiệu với anh em thì tất cả những cái mẫu này đều là những cái mẫu mà cực kỳ là hot, mà LC bán rất là chạy trong thời gian vừa qua, được rất nhiều anh em lựa chọn. Em này ống suông, vải không co giãn anh em nhá, vì ống suông nó đi theo một kiểu thẳng đứng ấy. Chính vì vậy nó phải cần một cái chất liệu vải dày dặn hơn, cứng cáp hơn để khi mà anh em mặc nó không bị nhăn nhấu hay là nó bị xù lên. Đó, em này là quần ống suông màu xanh đơn giản, không có cào, không có rách. Đó, chỉ có vuốt thôi. Anh em nào cứ thích hay là như thế nào đấy, cứ chụp ảnh lại màn hình gửi tới LC để LC có thể báo giá cho anh em, cũng như là tư vấn cho anh em về size số một cách chuẩn nhất. Và cuối cùng là mình muốn giới thiệu tới anh em một em quần jean nam CK. Và nhắc tới CK thì anh em không còn quá xa lạ gì rồi. Nó là một trong những cái thương hiệu cũng là rất là cao cấp đấy anh em nhá. Thì em này cũng là form dáng ống suông, nhưng mà màu sắc của em nó sẽ là màu đen mài. Đó, form dáng ống rộng luôn, vải và rất là trơn trượt. Phần ống này nó sẽ được mài nhẹ đi một chút này. Tổng kết lại thì đây là những cái sản phẩm mà LC bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Ngoài ra LC còn có rất nhiều những cái mẫu quần bò nam khác, đầy đủ tất cả các form dáng, ống côn, ống suông, ống đứng, xanh, đỏ hay là màu trắng. Rất là nhiều màu sắc để anh em có thể tha hồ lựa chọn. Anh em liên hệ ngay tới LC qua Zalo 0934848481. Ngoài ra những thông tin khác bên mình đã để bên dưới phần mô tả. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông hoặc để lại comment về những cái sản phẩm hay nhất, đẹp nhất để LC có thể review cho anh em xem anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.